Kính chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là me. Me này là me chua nha cô chú anh chị. Nói cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Cái này nữa là em báo cho mình là em ốp giấy ha. Cái phôi đây em chỉ ốp giấy thôi nha chị, bên em là ốp giấy. Mấy cái chòi này nè, nó có dập gãy á, nó ra những cái mới nha anh chị nè. Cái này nó cũng lá ra chòi, cái dễ ra lắm ha. Cái này là em bán một cặp, mã số của nó là mã số 400. Mã số 400 nha anh chị. Cây cụ đế có lắm nha chị. Hoành đây là gần 16. Chiều cao này là 32. Cái này em đo cây thôi ha. Đo tượng trưng hai cây đầu thôi. Hoành đây 17. Cao nó là 40. Đường kính bầu thì nó khoảng cỡ 20-21 nha anh chị. Rồi cặp này mã số 400. Giá của nó là 450.000 em bao ship. Bốn không một nha chị. Nó nhỏ cây nữa nhưng mà có đế nha chị. Cây này để giữ nè chị. Hoành nó 12,5, cao là 33. Nằm trong anh, nằm trong luôn. Rồi mã số này là 401. Giao lưu với anh chị 450.000. Cây trong luôn. 401 450.000 nha anh chị. 402. Cặp này đẹp nè anh chị ơi. Cây đâm chồi sống khỏe hết anh chị ơi. Cây đâm chồi lâu rồi nha anh chị, tại em để trong nó nhiều cây quá nên cái lá của nó không được đẹp ha. Về mình tỉa lại. Nè, nhưng mà cái đế của nó là anh chị. Hoành đây là 16, cao là 30. Mấy cái chồi non là dễ bị dập gãy nha anh chị. 402 500.000 cặp này em bao ship. Rồi 402 500 thôi anh chị ơi. 403. Cây rất là quái luôn. Đây là me thường me chua nha anh chị. Cây này quái lắm nè anh chị. Ôi về chơi bonsai đẹp lắm. Quạnh đây 12. Cây này cũng vậy luôn. Cao đó là 35. 403. Cái này là một cái da của nó vậy ha. 403 cặp này là 400.000 em bao ship. Rồi 400.000 thôi anh chị ơi, bao ship. 404. Rồi mã số 404. Rồi cây to ha. Cây này nó to. Hoành nó 16,5. Cao là 36. Cái này cái đầu này nó bị hư đây gì nha anh chị. Này nó hư gì ha. Còn nó dễ sống lên nha anh chị, em để đại thôi á. Không gì hết anh chị. Rồi mã số 404 350 em bao ship. 350. 405. Này anh chị về mình ủ chấu xe dừa ha. 405 này cây to này anh chị. Này là cái mặt cũ thôi nha anh chị. Cũng lồ luôn. 21 hoành. Chiều cao đó là 45. Đo đây là 21 nha anh chị. Đây này cộng đế của nó quái nè. Rồi mã số này 405. 650.000 em bao ship. 650.000. 406. Nè. Cái này là do em để nhiều quá, chắc trồng hàng quá nè anh chị. Nó lên rồi nó rụng lá ra nó mới nè anh chị, dễ sống lắm ha. 406. Hoành nó là 12 gần 13. Chiều cao nó là 42. Cái da của nó bị chóc cái này gì nha anh chị. Cái này cái đầu cắt thôi. Rồi mã số này là mã số 406. 350 em bao ship. Này lớp da của nó ngoài chóc vậy nha. 407. Cái này em bán lần cặp nha anh chị, không bán lẻ nha. Cái này cái cọng đế nó bị lũa đầu đế. Hoành đế 12,5. Chiều cao nó là 37. Mã số này là mã số 407. 400.000 em bao ship. 400.000 bao ship. 408. 408. Cây này đồng nha chị. Tông cao luôn ha. Hoành đây 11. Cao là 56. 408 450.000 bao ship.
409 409 này me chua nha chị. Ghi mã số cho 409. Cây này cũng sống khỏe hết anh chị, về chơi uống rất là đẹp luôn. Hoành đó là 10. Dế nè. Cao 33. Cây này to hơn nha chị. Rồi 409. Cặp này 400 ngàn em bao ship. Rồi cặp này 400 ngàn chị ơi, bao ship. À, xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một dòng linh sam. Dòng linh sam này hoa rất là đẹp luôn nha anh chị. Gọi là linh sam hồng phấn. Đó, anh chị nhìn thấy hoa không? Loại này rất là xuyên hoa nha anh chị. Hoa gọi là nó ra quanh năm, mà ra hoa là ra hoa rất là đồng loạt luôn nha anh chị. Đó, anh chị xem ha. Đây là cái khu vườn của em. Đó, hoa chị nhìn ha. Hoa của nó là màu trắng trắng hồng hồng nha anh chị. Đó. Màu hồng rất là đẹp luôn. Anh chị xem ha. Loại này rất là xuyên hoa nha anh chị. Hoa của nó nở rất là đồng loạt, hoa nở to, đẹp và nó lâu tàn hơn các loại linh sam khác. Đó, anh chị xem ha, loại linh sam hồng phấn nha. Đó, này hôm nay em sẽ xin giao lưu với anh chị loại linh sam phấn này, chị xem ha, hoa nè, nở chùm rất là đẹp luôn ha. Đó, hoa rất là đẹp và thơm, rất là thơm luôn nha anh chị. Đó. Sáng sớm anh chị ra thử rồi rất là thơm luôn ha. Loại linh sam hồng phấn ha. Này em xin giao lưu với anh chị loại mới ha. Rồi tiếp theo là lô số 4 nha anh chị. À, cũng tương tự như mấy cây trước đó anh chị ơi. Nè anh chị coi để sổm nè. Rất là đẹp nè. Thằng chị so sánh viết lông giúp em ha. Nó cao tầm 1 gang ngoài đến 2 gang tay nè. Khoảng 2 gang tay từ trái chậu lên khoảng 2 gang tay. Rất là đẹp. Cây nào cây nấy nè, chị đế nè. Chị vô cái chậu bonsai là hết chỗ chê luôn chị ơi. Bao hàng đế luôn. Cây nào đế giữ cho nghe anh chị. Đó, linh sam hồng phấn rất là đẹp luôn. Cũng còn có mớ cây thôi chị ơi. Lô số 4. Rồi cũng 900 ngàn bao ship luôn nghe anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo là lô số 5 nghe anh chị. Đó, khá là đẹp luôn. Đế. Đó, chị sẽ sánh với cái lông ha. Ồ, cái này rất là đẹp luôn nè, lùng lực lắm luôn nè anh chị. Ồ. Đây cái gì nè, đế nè. Còn cái nào đây đế. Đế dữ dằn luôn. Rồi lô số 5 cũng 900 ngàn em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Lô số 5. Rồi tiếp theo lô số 6 anh chị. Đó, cũng tương tự đó dưới nãy thôi anh chị ơi. Đây so sánh cây giết lông giúp em ha. Đó, cây nào cây đế thì lô nào không thấy là đế thì em bao đế luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Này lắc lượng luôn, đế nè. Quá trời đế luôn. Lô số 6. Hoa búp bông nè. Đây này bông nó mới tàn đó nha anh chị. Về anh chị muốn ra bông rất dễ, cắt nước kìa. Đặt lá hết đâm đọt ra bông. Xanh tươi luôn. Rồi lô số 6. Đế rất là đẹp luôn, cũng 900 ngàn em bao ship toàn quốc nha anh chị. Theo lô số 8 anh chị. Cây khá là đẹp luôn. Chị xem nè. Đế nè. Quá trời đế, một nụ đế luôn. Cây này một nuôi đấy. 8 nè. Lô số 8. Cây nào đế em bao hàng đế anh chị luôn á. Đây những trồng trong ống hồi xưa đó. Đế rất là đẹp luôn. Đế nó còn nằm tuốt dưới nha anh chị. Nằm chị cũng môi lên á. Gam sắp bút bông nữa nè anh chị ơi. Gà quanh năm luôn nha anh chị. Rồi lô số 8 cũng 900 ngàn em bao ship toàn quốc nè.